Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm qua, khối không khí lạnh di chuyển chậm nên đến tối qua không khí lạnh mới tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn còn dồn xuống nhiều hơn nữa. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện hầu khắp Bắc Bộ, trong đó khu vực vùng núi phía Bắc và các tỉnh vùng đồng bằng vẫn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh đi qua tỉnh thành nào thì sự giảm nhiệt diễn ra rõ rệt, trời chuyển se lạnh. Đến trưa chiều, mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn là từ dưới 22 độ, trung du là từ 23-24 độ, còn vùng đồng bằng dao động trong ngưỡng từ 25-26 độ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5. Phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 mét. Những đợt không khí lạnh cuối mùa có cường độ không mạnh, vì vậy chỉ từ ngày mai trời sẽ giảm mưa, ban ngày có nắng mạnh trở lại. Tuy nhiên, dự báo xa hơn, đến khoảng ngày 13 tháng 4, Bắc Bộ tiếp tục sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu nữa tràn xuống. Thời tiết sẽ lại chuyển mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, mưa cũng xuất hiện rải rác trong ngày hôm nay, nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ, cao nhất chỉ đạt ngưỡng từ 26-29 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, ban ngày có nắng với nhiệt độ dao động từ 30-33 độ. Từ nay tới hết tháng 4, khả năng sẽ có khoảng từ 1-2 đợt nắng nóng xảy ra tại miền Trung. Vùng nắng nóng tập trung ở vùng núi phía Tây Bắc của Trung Bộ. Tuy vậy, thời gian không kéo dài, mỗi đợt xảy ra khoảng từ 2-5 ngày và không quá gay gắt. Không chỉ có miền Bắc tăng mưa mà các tỉnh thành phía Nam, vùng Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa chuyển mùa cũng xuất hiện rải rác do gió đông đưa ẩm từ biển vào. Mưa tập trung vào chiều tối nay và trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ trưa chiều tại Tây Nguyên sẽ giảm dao động còn từ 30-33 độ. Trong khi đó tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ hạ xuống dưới 35 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, giữa khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng phía Bắc từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ, phía Nam từ 28-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ,
Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.